Bài 1, động tác vươn thở và động tác tay. Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Nguyễn Thị Trung, giáo viên môn giáo dục thể chất trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Một năm học mới đã bắt đầu, một năm học thật đặc biệt với các em. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp, vì vậy chúng mình chưa thể đến trường học được, mình sẽ học online tại nhà. Buổi học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một số động tác của bài thể dục phát triển chung. Các em lưu ý mình chọn khu vực rộng rãi trong nhà để tập luyện. Các em cũng có thể không đi giày, đi chân đất tập luyện cũng được. Phần mở đầu. Khởi động. Xoay cổ. Xoay vai. Xoay khuỷu tay. Xoay cánh tay. Xoay eo. Xoay đầu gối. Xoay cổ tay cổ chân. Phần cơ bản. Động tác vươn thở. Cô mời các em xem tranh. Sẽ đi phân tích chi tiết động tác để các em nắm rõ hơn và tập theo cô nhé. Các em đứng tư thế nghiêm, chân đứng chắc hình chữ V. Nhìn một, chân trái bước sang ngang, rộng bằng vai. Hai tay từ từ đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Mắt nhìn theo tay, đầu hơi ngửa ra phía sau, hít vào. Nhịp hai, thở ra, tay đưa ra bắt chéo ở phía dưới. Nhịp 3, đưa hai tay ngang vai, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4, khép chân trái lại. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự 1, 2, 3, 4, nâng đổ chân phải. 5, 6, 7, 8. Nào, bây giờ các em cùng thực hiện theo cô nhé. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ở động tác vươn thở, các em lưu ý cho cô, chúng mình đếm nhịp chậm lại. Nhịp 1 và nhịp 3 chúng mình hít vào, nhịp 2 và nhịp 4 chúng mình thở ra. Các em lưu ý, khi đưa tay lên cao thì nhớ đưa thẳng cánh tay lên cho cô nhé. Và
Các em nhớ là khi mình đưa tay lên cao thì đầu hơi ngửa ra phía sau, và đưa tay bắt chéo ở phía dưới thì đầu hơi... Động tác tay. Cô mời các em xem tranh. Rồi bây giờ cô sẽ phân tích chi tiết động tác để các con nắm vững và tập theo cô nhé. Ở động tác tay, các con hãy đứng tư thế thẳng, chân đứng chắc hình chữ V. Nhịp 1, các con bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay ngang vai, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 2, đưa tay lên cao vỗ. Nhịp 3, hạ hai tay xuống ngang vai, lòng bàn tay úp. Nhịp 4, thu chân trái về, tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân phải. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các con đã nắm rõ chưa nào? Bây giờ các con hãy cùng cô tập lại một lần nữa nhé. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Các con lưu ý, ở động tác tay, các con nhớ cho cô khi các con đưa tay ngang vai thì các con nhớ đưa tay ngang vai, tránh trường hợp các con đưa thấp quá hoặc cao quá là không được. Động tác bổ trợ. Thả lỏng, thư giãn. Sau khi tập luyện, các em nhớ thả lỏng nhé. Bây giờ các em hãy làm theo các động tác thả lỏng với cô. Trước tiên các em hãy run tay run chân. Dặn dò. Các em hãy tích cực tập các động tác của bài thể dục hàng ngày nhé.
Cô chào các em.